Chào anh em cộng đồng mạng. Ngày trước hết thì cũng một nhân một buổi tối ngày đầu tuần, xin chúc anh chị em cộng đồng mạng có một buổi tối đầu tuần vui vẻ sau ngày làm việc mệt nhọc, và cũng chúc anh chị em trong phong trào chống luận điệu của Ba Que ngày một tốt hơn. Trước khi vào diễn đàn của Bằng Nguyễn, cho mình xin trả lời của cái AQUI một câu hỏi anh Bằng Nguyễn là tại sao mặt trận Vị Xuyên 84 89 là xảy ra vào mặt trận Vị Xuyên. Thưa mấy bạn AQUI rằng chiến tranh biên giới Việt Nam Trung Quốc kéo dài từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 Chính xác. và cho đến năm 1989 trong Cuối năm suốt chiều dài 1989. đấy, gần đấy năm đấy, thì cái mặt trận Vị Xuyên cũng nằm trong cái chiến dịch mà Trung Quốc nổ ra của chiến tranh biên giới phía Bắc. Đấy. Nếu như các bạn bảo Việt Nam chúng tôi bán đất cho Trung Quốc và là nô lệ cho Tổng cộng, thì xin thưa bạn, đấy là cái minh chứng rõ rệt nhất là cái lòng dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã ra sức bảo vệ từng mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Và năm 1984 ấy, cả thành phố Hà Giang trắng một màu tang trắng của các chiến sĩ Việt Nam ở mặt trận Vị Xuyên. Chúng ta sẽ dành những phút mặc niệm cho những người lính anh hùng Vị Xuyên ngã xuống. AQUI nghe rõ chưa? Anh xin lỗi anh chị em cứ cỡ khoảng 1 phút em nói cái vấn đề cái mặt trận Vị Xuyên như thế này. Chính là cái cuộc chiến tranh giữa Việt Nam Trung Quốc đã kết thúc sau hơn 1 tháng từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhưng chỉ vì Trung Quốc còn chiếm một số điểm cao ở cái vùng biên giới Hà Giang nữa, cho nên vì nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giữ từng cái mét đất đất thiêng liêng của Tổ quốc, cho nên cái thời gian đó Trung Quốc vẫn còn chiếm một số điểm cao ở biên giới Hà Giang nữa, cho nên là coi như là bộ mình mới gọi là với xảy ra cái cuộc Chiếm chiến lại. tiếp theo nữa. Vâng, cuộc chiến tiếp theo nữa đến cuối năm 1989. Chứ còn nếu mà chúng ta coi như là thôi mấy cái mỏm núi cũng chẳng là cái gì cả, nhường nhượng cho Trung Quốc chẳng hạn, thì sẽ không có cái cuộc chiến đó. Cho nên nói với AQUI và tất cả các bạn biết là những cái cuộc chiến đó nó gọi là một cái biểu trưng cho cái sự quyết tâm bảo vệ từng mét đất thiêng liêng của Tổ quốc nó ở chỗ đấy. Vâng, xin mời anh Trần Đình Triệu. Vâng. Và xin mời anh Trần Đình Đấy, Trung. AQUI đã nghe rõ cái điều đó chưa? Cái việc thứ hai thì chúng ta phải nói với nhau rằng đấy, chúng ta với đất nước ta vừa mới giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước toàn vẹn lãnh thổ ngày mùng 30 tháng 4 năm 1975, thì sau đó đấy, bọn Buôn Bốt Yương Sơ Ri nghe theo lời xúi giục của Trung Quốc và đã tổ chức những cuộc thanh trừng và diệt chủng nhân dân Campuchia, đồng thời chúng đưa quân đấy, ra đánh biên giới Tây Nam, mà chính tôi là một trong những chiến sĩ lái xe tăng tham gia toàn bộ mặt trận phía dưới biên giới phía Tây Nam. Bởi vì tại sao một nước Campuchia bé nhỏ như thế, dân số lúc bây giờ có khoảng 3 triệu người, 3 triệu người, bởi có sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Đáng nhẽ ra chúng ta tuyên truyền cho thế giới biết được cái tội ác diệt chủng của bọn Pol Pot Yeung Seri để cho thế giới hiểu được, thì chúng ta mới đánh giúp bạn Campuchia. Nhưng các bạn phải thấy, trước tình hình nguy cấp, nhân dân Campuchia đang bị cái bọn Pol Pot Yeung Seri tổ chức diệt chủng nhân dân Campuchia, mà trong khi đó đại tá Hiêng Sovrin, Hiêng Sovrin và thủ Cái thằng xin lỗi anh, cái thằng Paul Phú, tức là không gọi là giải phóng hù mà là cướp giết gì Sài Gòn theo lệnh của Tổng cộng, chúng mày ngu vâng. si đần độ lắm. Nếu cái thống nhất đất nước, mày phải nghe cái ông Nguyễn Cao Kỳ ấy, phó tổng thống coi như là của ngụy Sài Gòn, ông ấy nói đúng không, bây giờ miền Nam cũng muốn giải phóng miền Bắc và miền Bắc muốn muốn giải phóng miền Nam, hiện nay các anh
ở phía Bắc các anh giải phóng toàn bộ đất nước, thống nhất đất nước rồi, đất còn đấy, nước còn đấy, mất đi đâu, nghe chưa? Cho là những cái kẻ chống cộng cực đoan ở bên kia chỉ là một lũ ô hợp, và chúng nó coi như là thành anh lập ra để chúng nó coi quyên góp tiền đồng bào ở bên hải ngoại thôi, đó là một lũ lừa đảo đấy. Phó tổng thống của chính quyền Nguyễn Sài Gòn người ta nói đấy, đúng không? Rồi xin mời. Vâng, tôi này nói tiếp nha. Trước cái tình hình mà nguy cấp của nước bạn Campuchia, mà đất nước Việt Nam chúng ta trải qua hai cuộc chiến tranh rất là lớn, vừa giải phóng dòng chưa kịp vá lành vết thương chiến tranh, và chính nhân dân các tỉnh biên giới phía Tây Nam bị bọn Pol Pot Yen Sari chúng giết hại một cách dã man. Chúng tôi đang người lính, nói đến đây thì chúng tôi có khả năng là không cầm được nước mắt, bởi vì chúng tôi khi lên biên giới thấy những cái cảnh mà buôn bút nó giết hại nhân dân ở biên giới, nhất là những năm đó những người thanh niên xung phong và những người tổ chức đi xây dựng lại vùng kinh tế mới về ở bên đó bị chúng bắt, chúng giết, chúng hãm hiếp. Trước tình thế đó chúng ta lại phải gồng mình lên để giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi ách nô lệ diệt chủng của bọn Pol Pot Yen Sari. Mà biết rằng khi chúng ta đánh sang Campuchia, lúc bây giờ phó tổng thống thế giới chưa biết nhiều về tình hình diệt chủng của Campuchia, và chúng vu vạ để cho quân đội nhân dân Việt Nam xâm lược Campuchia, chính Mỹ đã ra lệnh cấm vận đất nước Việt Nam chúng ta. Và các bạn biết rằng ngày 7 tháng 1 năm 1979, những người lính tình nguyện của quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp bạn giải phóng đất nước Campuchia khỏi ách diệt chủng của bọn Pol Pot. Thì trong vòng 1 tháng 10 ngày sau, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đưa hơn 6 vạn quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Nếu như các bạn bảo đất nước Đảng Cộng sản cho Tàu Cộng, thì tại sao những người thanh niên lúc bấy giờ là phải lên đường cầm súng để bảo vệ từng tất nước đất tất biên cương của Tổ quốc? Sao Đảng Cộng sản Việt Nam này không dâng cho Tàu lúc bấy giờ đi, còn chiến đấu làm gì? Đấy là một minh chứng cho các bạn biết được Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam quyết giữ gìn từng tất đất biên cương của Tổ quốc. Cho nên các bạn đừng có xuyên tạc, đừng có thổi phồng bóp méo. Tôi phải nói rằng các bạn, những thành phần ba que chống cộng ở hải ngoại, chúng không yêu gì nhân dân đất nước. Chúng muốn lật đổ Đảng Cộng sản là chúng về đây để chúng trả thù những người Cộng sản đã làm cho chúng mất cái quyền lợi của chúng, để chúng phải đu càng tụt quân chạy ra nước ngoài. Chứ không yêu, chúng không yêu gì quê hương đất nước chúng ta. Chúng biết rằng nếu đất nước Việt Nam chúng ta Đảng Cộng sản mà sụp đổ, chúng hội nhân dân biểu tình để lật đổ Đảng Cộng sản. Các bạn biết rằng nếu như chúng lật đổ được Đảng Cộng sản, cái khoảng trống quyền lực khi chưa có chính quyền có phải là thừa cơ đục nước béo cò cho các thế lực thù địch thôn tính đất nước Việt Nam chúng ta hay không? Chính chúng đang tiếp tay, nhất là Trung Rồi, Quốc. Chào Lê Văn Hùng. Yeah. Chúng phải biết rằng nếu như các bạn, các ông ấy nói rằng là nếu đợt đổ Đảng Cộng sản, đất nước xảy ra nội chiến, nó có Liên Hợp Quốc. Các bạn nên nhớ rằng nước xa không cứu được nửa gần. Quân Mỹ, quân Anh, các quân khác vào đến Việt Nam để giải giáp, để thành lập một chính phủ khác. Thì các bạn nên nhớ rằng Trung Quốc nó sang đâu rồi? Có phải là bọn chúng tạo điều kiện cho Trung Quốc không? Chúng yêu thương nhớ tới Việt Nam không? Chúng chỉ vì lòng căm thù, đố kỵ của những người Cộng sản. Mà đất nước hiện nay chúng ta đang phát triển tươi đẹp như thế này, cuộc sống tự do như thế này, chúng nói là chúng ta không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, không có tự do, mà chúng ngày nào chúng cũng sủa về đất nước.
cũng lên mạng trong tuyên truyền hô hào biểu tình, kể cả những người ở trong nước như là Uyên Thùy, Biển Mặn và một số thành phần của Đài Chấn Hương Nước Việt và một số thành phần dân chủ cuội trong nước luôn luôn lúc nào cũng sủa rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hèn với ác với dân. Tự do quá đấy chứ. Nếu không có tự do thì cha Nguyễn Đình Thục, cha Đặng Hữu Lam, cha Nguyễn Duy Tân có thể hô hào con chiên đứng đi biểu tình hay không? Dám chặn cả, dám chặn cả quốc lộ 1 để làm tê liệt giao thông hay không? Dám hô hào giao dân cướp cái chính quyền ở huyện Lộc Hà hay không? Đấy, tự do đấy. Các nó không tự do. Bây giờ là xin lỗi anh Thành Trung vì là một số vừa nãy em đọc một số comment rất là bực mình, không nói thì không được. Bây giờ nói với tất cả những cái bạn ở bên phe đối lập này này, Đảng Cộng sản Việt Nam mà khát máu, mà giết hại những cái mà tức là muốn giết hại những cái người người dân Việt Nam thì năm 1975 sẽ có tắm máu. Bây giờ như là bên phía chính quyền ngụy Sài Gòn đã tuyên truyền đúng không? Thì ở sau năm 1975 những người lính từ thượng sĩ trở xuống thì học cải tạo một vài ngày thôi, sau đó trở về làm dân thường cũng như là những người dân Việt Nam như chúng tôi. Còn những người ví dụ từ thiếu úy, trung úy, tất cả thứ trở lên tùy theo cấp bậc thì bị đi cải tạo. Bây giờ theo cái thời gian mà do những cái cấp bậc đó, hồi đó nhân dân chúng tôi ăn đói mặc rách nhưng cũng phải san sẻ những cái suất ăn để nuôi những cái người mà ví dụ sĩ quan ở những chế độ quân ngụy quyền Sài Gòn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam mà không nhân đạo thì bây giờ cũng sẽ không có những kẻ chống cộng cái đoan và cũng không có những kẻ coi như dâm chủ quậy, bọn chúng coi như là sủa ở bên Mỹ về đúng không? Đấy, vâng. Xin mời anh. Phải nói như thế này này, đất nước ta vừa mới giải phóng, vừa mới thống nhất non sông, vâng, đang trong cái công cuộc xây dựng đất nước, xây đất nước, mà chúng ta phải biết rằng lúc bây giờ đấy, chúng ta vừa thoát khỏi chiến tranh, đang hàn gắn lại như vết thương trên mình. Nếu như tôi nói nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam và quân đội dân Việt Nam không đưa các ông đi học tập và cải tạo thì các ông sẽ làm gì? Ông sẽ nằm loạn lúc bây giờ như chính những cái tàn quân. Các ông để tập trung lại với nhau. Đấy, các ông gây rối tình hình an ninh trật tự trong những đất nước vừa mới giải phóng. Bắt buộc chúng tôi phải đưa ông đi thôi. Nhưng các ông thử xem và các bạn thử xem nếu như cái chính quyền ngụy quyền Sài Gòn mà giải phóng được miền Bắc thì những người lính cộng sản các ông phải giết đâu rồi? Bằng chứng là gì? Các ông xem nhà khám Chí Hòa, nhà tù Côn Đảo, các ông hành hạ những người chiến sĩ cách mạng mức độ như thế nào? Bằng chứng là thiếu tá thương anh vừa mới mất đi đã 6 lần chúng cưa chân anh. 6 lần cưa chân anh. Và còn biết là cái bài thơ Người con gái Việt Nam đấy, có một chị đấy nhé. Chúng đánh, chúng giết và chúng làm những tra tấn dã man phải đưa ra Bắc Bắc. Nhà thơ Tô Hữu được phải thốt lên rằng và viết mấy câu thơ: em có tuổi hay không có tuổi, mái tóc em là mây hay là suối, thịt da em là sắt hay là đồng, đôi mắt bắt em nhìn hay chớp nửa đêm giông. Mỹ ngụy các ông tàn ác với những người chiến sĩ cách mạng như thế nào, mà trong khi đó các ông tuyên truyền rằng nếu cộng sản chiếm được thành phố Sài Gòn sẽ giải quang một cuộc tắm máu. Nhưng ông thấy không, khi ngày 30 tháng 4 năm 1975 quân giải phóng tiến vào thành phố Sài Gòn có cuộc tắm máu nào không? Hay là nhân dân thành phố Sài Gòn ngày xưa và thành phố Hồ Chí Minh ngày nay xuống đường cờ hoa vẫy chào quân giải phóng tiến vào thành phố Sài Gòn? Nếu các ông sống tốt với dân thì lúc bây giờ làm gì có nhân dân tràn ra đường để mang cờ hoa ra chào mừng quân giải phóng tiến vào Sài Gòn?
Các ông thử nghĩ đi. Còn nếu như Cộng sản Việt Nam mà ác với các ông, thì tháng 4, tháng 3 năm 1975, khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn, nhé, các ông chạy ra phía biển, các ông neo hết lên tàu ra hạm đội 7. Các ông thử nghĩ xem nếu quân đội nhân dân Việt Nam À, không anh xin nghĩ đến lỗi tấm anh. lòng nhân đạo, Vâng. À, quy nếu thương mà cho mấy phát đừng pháo có không ngồi chìm dưới xuồng có chìm măng thuyền nhé, thích lên thì lên. Ok, cho lên. à đấy. Đúng Vâng. không? Nếu chúng tôi mà dùng pháo bắn tất cả các ông có chạy nổi ra hạm đội 7, các ông chạy tụt quần ra không? Quân giải phóng có đủ năng lực và đủ khả năng khống chế toàn bộ những cái máy bay công ra hạm đội 7. Không phải nên nhớ như thế. Nhưng quân giải phóng không làm. Bởi bấy là tính nhân đạo của con người Việt Nam. Để các ông sống. Chứ nếu nếu quân đội nhân dân Việt Nam ác thì các ông không còn có cơ hội. Rồi, Trần Trần Hòa Bình chờ anh Trần Thành Trung một tí thì mình sẽ mời Trần Hòa Bình. Vâng. Vâng, anh ấy nói Các ngắn gọn một tí xíu anh Trần Trung. ông Vâng. thế thôi. Dạ. Đấy, tôi chỉ nói trả lời AQ một số vấn đề như thế thôi. Còn nếu diễn đàn này có thể nói nhiều về, nếu về nói lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, về nói về các khác nữa, thì sẽ hẹn các bạn một khi nào khác. Thế còn hôm nay cái diễn đàn cũng Ok. rất là đông người muốn lên, Vâng. rất đông người lên. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh em và trả lời AQ một tí. Và xin cuối cùng xin khẳng định lại mã quy một điều này này. Đã quy điều này. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam có ý đồ bán đất, bán biển và dâng đất nước cho Trung Quốc thì không có những cuộc chiến tranh biên giới và không sắm tàu ngầm và tất cả hiện đại quân đội để làm gì nhá. Bạn nên nhớ thế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, xin cảm ơn.